Xin chào các bạn, mình tên là Siêu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của mình. Đây là nơi mình chia sẻ về những trải nghiệm cũng như là self-love awareness mà chính bản thân mình cũng đang là một người học hỏi, tìm cách hiểu và yêu bản thân mình nhiều hơn trong quá trình này. Nếu mọi người có để ý sẽ thấy thì trong 2-3 tuần nay mình đã không cập nhật video như đã hứa, ngoại trừ short trên YouTube vì trong khoảng một tháng thời gian gần đây. Tuy rằng là nếu như có ai theo dõi mình trên mạng xã hội thì nhìn chung chung cuộc sống mình vẫn rất ổn, rất bình thường. Nhưng thật ra bên trong mình nhận ra là mình đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhẹ. Vì là một người đã từng trải qua và điều trị trầm cảm nên mình may mắn khi có thể nhận thức được sớm khi nào mình đang không ổn để mình có thể bắt tay vào giải quyết cái sự không ổn đấy của mình. Thì trong một tháng nay mình bị rơi vào trạng thái mất động lực vì nhiều lý do và cũng như là áp lực trong cuộc sống khiến mình lúc nào cũng luôn trong trạng thái căng thẳng, tức nước vỡ bờ hết và mình giống như là mình chỉ chực chờ muốn khóc vậy. Đặc biệt là trong 2 tuần trước đó mình luôn cảm thấy bứt rứt và không biết phải giải tỏa cảm xúc của mình như thế nào, giải tỏa cảm xúc của mình với ai, nên mình đã chọn cách là gần như mỗi tối sau giờ làm và cuối tuần mình đều sẽ hát karaoke và uống soju vì mình nghĩ là với một chút men và khi mà bạn cảm thấy là ngà ngà say mà bạn hát ra cho hết những sự uất ức của bạn thì rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng mà không, có vẻ là mình đã lầm rồi. Tại vì sau khi liên tiếp gần 2 tuần như vậy, cộng với việc là mình đi ăn uống liên tục, mình đi chơi để mình tìm về cho mình cái cảm giác thoải mái á, nhưng mà mình vẫn không thấy khá hơn. Thì nhân dịp lễ Canada Day vừa rồi ở Canada, tụi mình được nghỉ cái cuối tuần dài hạn hơn á, thì mình đã quyết định là dành một ngày thứ hai được nghỉ đó để mình thử thay đổi cách suy nghĩ của mình. Mình ngồi lại trong phòng một mình im lặng và mình để trước mặt mình một tờ giấy và một cây bút, và lúc đó mình quyết định là hít một hơi thật sâu. Mình mở cái bài mà tập thiền mà mình hay nghe, bài meditation, cái app mà mình hay nghe, mình mở lên, mình quyết định là tập một bài tập thiền 10 phút. Xong rồi sau đó mình chọn lựa là đối diện với chính mình. Thì mình đã làm là mình ngồi lại để cho bản thân mình nói chuyện với tâm hồn của mình, xem bây giờ mình đang cảm thấy như thế nào và mình cảm thấy là mình thực sự muốn làm gì trong hiện tại bây giờ lúc này đây và cũng như là trong tương lai gần tới. Và mình cũng bình tĩnh lại, suy nghĩ lại xem là bây giờ thực sự là trong một cái tình huống nói riêng như thế này thì mình nên làm gì. Và sau chừng vài tiếng thì mình đã ghi lại hết kín cả một trang giấy và mình gọi cái trang giấy đó là tiếng lòng của mình. Và mình thật sự cảm thấy là cái đó là một quyết định may mắn mình đã làm vào ngày thứ 2 tuần rồi. Vì khi mà mình làm á, thì mình ghi xuống, mình ghi lại và bây giờ lúc mà sau khi mình ghi xong mình đọc lại và cho kể cả bây giờ á, thì mình cảm thấy là mỗi chúng ta ai cũng nên cần có những giây phút như vậy để mà thực sự là hiểu chính mình và kết nối với chính mình. Vì chúng ta luôn luôn nói là mình đang rất hiểu bản thân mình, và đặc biệt là khi xã hội ngày nay, nếu mà bạn lên mạng xã hội mọi người sẽ rất là ca tụng cái việc mà yêu bản thân, self love, self awareness, self care, self hug. Nhưng mà để mà thực sự hiểu cái self cái đấy nó rất là khó, và không phải là đơn giản là cái việc mà bạn nói là tôi yêu bản thân, tôi yêu tôi, là bạn sẽ có thể thật sự yêu bạn và bạn sẽ có thể thật sự hạnh phúc với chính bạn. Vì có thể là bạn chỉ đang tỏ ra là yêu bạn, tỏ ra là mạnh mẽ thôi như mình vậy. Thì sau khi mà ngồi ghi lại á thì mình mới cảm thấy là ồ, hiện tại là mình đang có những một số cái vấn đề khiến là mình khó chịu, là đó chính là công việc của mình đang không được là may mắn. Vì mình đã luôn rất là tự hào về những cái thành tựu mà mình đạt được trong công việc và mình luôn luôn mong chờ một cái kết quả đón lại. Nhưng mà khi mà không có cái kết quả mà như mình mong muốn thì mình bị rơi vào trạng thái hụt hẫng và mình cũng cảm thấy là rất là oan ức
và cảm thấy là mọi thứ đang không công bằng với mình, cũng như là việc mà làm YouTube thì sau khi mà mình đi cái cắm trại với lại người yêu của mình hay là hiện tại là chồng chưa cưới của mình á, thì sau khi mà đi cái đấy về là cũng đã được cả tháng rồi, thì sau khi mà làm cái content đó xong thì mình cũng đã không có một cái content nào khác nữa ngoại trừ những cái content đi ăn đi uống và review thức ăn. Thì thật ra là mình cũng có nhiều ý tưởng á, nhưng mà mình bị rơi vào cái trạng thái là mình mất động lực và mình không muốn làm. Và cũng như là có những cái video mà mình đã lưu sẵn rồi và giờ chỉ chờ chỉnh sửa để up lên thôi, nhưng mà mình cũng không muốn làm, mình rất là mệt và mình cũng cảm thấy là cái việc bán hàng của mình nó rất là mệt mỏi, cảm thấy nó rất là mọi thứ nó rất là chậm, cảm thấy là không có cái gì suôn sẻ, cảm thấy là giống như một thứ chống đối mình vậy đó. Và cảm thấy là bạn bè cũng có một chút vấn đề, và có thể là mình nghĩ nhiều, cũng có thể là thật sự là có vấn đề, hoặc là mình chỉ đang cảm thấy là cả thế giới này bắt nạt mình thôi. Thế là mình lựa chọn là mình trốn tránh bằng cách là mình hát karaoke và mình uống như là mình đã nói, và cũng như là trong vòng một tuần mấy gần 2 tuần đó là mình chỉ coi phim liên tục thôi. Bạn có tin không là trong vòng gần 2 tuần mà mình coi gần hết 7 bộ phim Trung Quốc, và một bộ phim là phải ít nhất là 30 cho tới 40 tập phim, và mỗi tập phim là 45 phút. Mình cứ coi liên tục như vậy, mình coi nguyên một ngày, coi tối, và mình đi làm mà mình chỉ là trả lời hết email, làm hết những việc mình cần làm mà mình chỉ cứ coi thôi. Tại vì lúc đó là mình cảm thấy là cái trong chỗ làm mình không còn muốn miếng động lực nào hết, và mình không có cái gì mà khiến cho mình muốn mà phải cố gắng cả. Và mình cứ như vậy cho tới khi mà mình ghi cái tờ giấy tiếng lòng của mình á, thì mình mới kiểu là ồ, như vậy không có ổn, mình cần phải giải quyết từng việc một. Thế thì giải quyết việc gì đầu tiên? Mình quyết định là giải quyết các công việc đi làm của mình. Mình quyết định là thật sự là nhìn nhận lại chính bản thân mình là ok, mình tự hào vì những thành tựu đó của mình, nhưng mà để mà mình yêu cầu cái mà mình đang nghĩ là mình xứng đáng đạt được đó, thì mình có thật sự là xứng đáng với nó không? Mình đã tự hỏi bản thân mình như vậy, mình đã tự hỏi người yêu mình như vậy, và mình cũng quyết định là hỏi quản lý của mình như vậy. Và mình đã nói chuyện với quản lý, mình đã có một nói chuyện rất là dài với quản lý, mình đã bảo là mình nói ra suy nghĩ của mình như vậy, nhưng mà mình bảo là bây giờ tôi cần anh cho tôi một cái sự phản hồi về cái năng lực của tôi cũng như là quá trình làm việc của tôi trong thời gian qua như thế nào, và tôi cần một cái sự phản hồi trung thực, vì thực sự là tôi rất là yêu thích công ty và tôi muốn gắn bó lâu dài với công ty. Thì mình và quản lý là có một cái cuộc nói chuyện rất là dài, thì quản lý cũng bảo là mình đúng là một người nhân viên có năng lực, nhưng mà mình có năng lực trong những mảng như thế này và mình vẫn còn thiếu những mảng như thế này, và mình chưa có phải gọi là 100% toàn diện. Thì cái đó là mình cũng biết, nhưng mà khi mà bạn biết giống như là đứa trẻ nó đang mong chờ một cây kẹo và nó nghĩ là nó sẽ được mẹ nó cho cái kẹo đó, rồi tới giây phút cuối cùng nó lại không được cho, thì nó sẽ tức giận, nó sẽ vỡ òa. Mình chính là một đứa trẻ và mình hành xử như một đứa trẻ trong vòng 2 tuần đấy, và mình cảm thấy là may mắn thì vì mà quản lý của mình cũng là một người lãnh đạo rất là công bằng và rất là sao ta, nó là công công chính, và gọi là người ta sẵn sàng đưa ra những cái phản hồi và những cái góp ý để cho mình tốt lên. Người ta giống như là một người mentor của mình vậy. Thì cái cuộc hội thoại đã giúp mình lãnh ngộ ra rất là nhiều điều. Thế là bây giờ mình lại có một cái danh sách list to do cần làm khác, và mình sẽ cần phải bổ sung những kiến thức về mặt này, mình sẽ cần hoàn thiện về những mặt này. Và về chuyện shop thì mình nhìn lại thì đúng là do thời gian vừa qua và có vẻ như mọi người đã biết và cũng như là cho tới bây giờ luôn, là tình trạng kinh tế thế giới đang rất là khó khăn, và
Bản thân mình thì có thể là do cách bán hàng của mình trong 6 năm nay không cải tiến, không có cái gì mới mẻ nên mọi người cũng không còn chú ý nhiều nữa. Thì mình cũng đã liệt kê ra những cái đó để mình suy nghĩ lại xem là bây giờ mình cần làm cái gì và hiện thực xã hội nó như thế nào. Vấn đề bạn bè cũng vậy, và mình cũng thừa nhận những cái mà mình luôn gọi là cố chấp không dám nhìn nhận trong mấy năm vừa qua, giống như là mình sẵn sàng thừa nhận là mình nhớ nhà, và tư cách là một du học sinh và định cư đã không về nước rất là lâu rồi. Tuy rằng năm vừa rồi mình có về nước trong khoảng 2 tuần nhưng mà nó là thời gian rất là ngắn, và đặc biệt là với những bạn nào mà đã đi khỏi nước sau 4 5 năm như mình á, và về chỉ có 2 tuần thôi á, bạn sẽ biết là cái cảm giác mà về 2 tuần nó còn hụt hẫng nhiều hơn là bạn không về như thế nào. Và mình thừa nhận là mình nhớ nhà, mình nhớ mẹ và mình muốn ba mẹ mình sang đây, thì mình quyết định là mình đối diện và mình nói những cái suy nghĩ đó với người nhà của mình, để cho họ biết là mình đang nghĩ cái gì. Và mình cũng đang rất là căng thẳng vì mình sắp sửa phải thi bằng lái xe, và mình cũng thừa nhận với bản thân mình là mình sắp thi lái xe rồi, mình lái được nhưng mà mình chưa lái tốt, mình cần phải học hỏi thêm và mình cần phải là lắng nghe anh người yêu nhiều hơn khi anh người yêu dạy mình lái xe, và không được cáu với anh người yêu chỉ vì anh người yêu dạy mình. Tại vì tính của mình á là vì anh người yêu của mình rất là chiều mình và anh người yêu của mình rất là thương mình, và mình nghĩ là không chỉ riêng mình bị cái này đâu, nhưng mà thường là các bạn là sẽ đối xử dịu dàng với những người ở ngoài nhưng mà các bạn lại đối xử hơi cục cằn với những người yêu thương mình, vì các bạn nghĩ là những người yêu thương mình sẽ không bỏ đi đâu. Thì mình cũng như vậy. Mình có đối xử hơi cục cằn một chút với anh người yêu mình, nhưng mà mình với anh một đoạn thời gian trước thì cũng đã gọi lại nói chuyện với nhau rồi, cũng ghi nhận cái gọi là khuyết điểm của nhau á. Thì lần này mình cũng lựa chọn là mình bỏ nó vào cái danh sách thấu hiểu chính mình, là mình hơi cục cằn một chút, mình hơi nóng tính một chút, và cũng có lẽ là vì những lý do đó mà có vẻ là những mối quan hệ bạn bè của mình cũng không được suôn sẻ lắm, hoặc là do mình khá nóng tính và mình nghĩ nhiều. Và sau khi ngồi liệt kê lại hết, bây giờ mình đang bắt đầu là mình làm theo cái to-do list, cái danh sách kế hoạch đó của mình. Thì cái việc mà làm cái podcast này là một trong những cái kế hoạch đó của mình, là mình cần phải bắt kịp lại những cái mà mình đã lười biếng không muốn làm trong vòng 2 tuần trước. Nhưng mà lần này có cái lần khác, lần này có một chút khác so với những lần mà bị trầm cảm hay là bị không ổn trước của mình, đó là lần này mình chấp nhận và cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi 2 tuần đó. Tuy rằng 2 tuần đó mình coi phim mà thật sự là mình không có làm được gì nhiều hết, mình không đăng YouTube, mình cũng không có cống hiến nhiều cho chỗ làm, nhưng mà mình nhận lại được là mình thực sự được nghỉ ngơi và mình có đi ăn đi uống, cho nên mình mới có những cái content review đồ ăn cho mấy bạn nè. Và mình cho phép bản thân mình được nghỉ và mình cảm thấy mừng vì mình đã làm như vậy. Thì hồi trước á, nếu như mà bạn nào đã coi qua cái podcast Project Productivity của mình á, thì hồi trước mình sẽ trách móc bản thân mình là tại sao lại không làm được như thế này như thế kia, và cái việc đó sẽ khiến cho bạn áp lực hơn thôi. Thì mình chấp nhận là bản thân mình đang không ổn và mình cần thời gian để chữa lành và cảm thấy ổn lại. Hiện tại thì mình cảm xúc của mình vẫn còn đang rất là căng thẳng như dây đàn, cũng phải chưa gọi là ổn lắm, nhưng mà mình đã hơi hơi hiểu bản thân mình rồi. Chưa phải là 100% nhưng mà có lẽ là bây giờ là cũng 60-70 gì rồi. Mình biết mình cần gì, mình biết mình muốn gì, và mình biết mình cần phải làm gì, kể cả trong tâm trí hoặc là trên cái danh sách kế hoạch đó của mình.
Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ một chút về cuộc sống của mình một tháng qua đã xảy ra những chuyện gì, và cũng như là trải nghiệm của mình trong cái hành trình tìm hiểu và yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Nếu như các bạn cũng giống như mình đang trong khoảng thời gian tìm hiểu chính bản thân mình, thì chúng mình hãy kết nối với nha, và chúng mình hãy cùng nhau, có thể là không cần bước nhanh quá đâu, bước chậm thôi cũng được, nhưng mà mình bước chậm và chắc, mình hiểu bản thân mình cảm thấy hài lòng với chính bản thân mình trước đã. Thì bạn phải cảm thấy hài lòng với bản thân bạn thì bạn mới cảm thấy hài lòng với những gì bạn làm được và những gì bạn có trong cuộc sống này. Mình hy vọng câu chuyện mình chia sẻ ngày hôm nay sẽ có phần nào giúp ích cho bạn, cũng như là có thể là làm bạn cảm thấy vui hơn nếu như bạn đang trải qua thời gian giống mình. Và mình sẽ gặp lại bạn vào podcast kỳ sau. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và chúc bạn một ngày tốt lành.